Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giờ thứ 9, phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTV. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Sôi động lễ hội ẩm thực Pháp tại Hà Nội. Gặp gỡ báo chí trong chương trình biểu diễn Lãng Du cùng Vô Tận. Tác giả trẻ tuổi nhất chiến thắng giải Man Booker 2013. Chuyện lạ ngày hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn đến với một bộ tộc có thể được coi là thánh thiện. Họ ăn chay, không giết hại động vật và sống lâu nhất trên thế giới. Nhưng trước tiên, hãy cùng đến với những thông tin chính trong chương trình. Ngày 24 tháng 10 tới đây, tại Trung tâm Văn hóa Le Spark Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Lãng Du cùng Vô Tận với chủ đề Flamenco and Friends Songs. Qua tài năng âm nhạc của các thành viên ban nhạc Lãng Du, nữ ca sĩ Đồng Lan và Vũ Hà Anh, trước buổi diễn chiều ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, đại diện ban tổ chức Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long đã có buổi gặp gỡ với phóng viên, chia sẻ về ý tưởng cũng như chương trình biểu diễn trong đêm nhạc sôi động sắp tới. Flamenco and Friends Song sẽ giới thiệu đến khán giả Hà Nội một dòng nhạc đã gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Lãng Du suốt 13 năm qua, cũng là dòng nhạc đã đưa ban nhạc Lãng Du giành các giải thưởng lớn trong hai kỳ festival guitar đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2002 và năm 2004. Ngoài là một sân chơi giữa các nghệ sĩ, chương trình còn là nơi giao lưu, cống hiến, giới thiệu một cách trân trọng và rộng rãi hơn dòng nhạc flamenco tới công chúng và người yêu nhạc thủ đô. Cái điều đặc biệt nhất trong chương trình Lãng Du cùng Vô Tận này là sự tái ngộ với ca sĩ Đồng Lan và ca sĩ Vũ Hà Anh. Sau khi Đồng Lan cũng đã gặt hái và chiếm được khá nhiều cảm tình của khán giả trong cuộc thi The Voice, cũng như Vũ Hà Anh trong cái giải Sao Mai Điểm Hẹn 2012, thì đây là một cuộc tái ngộ ban nhạc và cũng là đưa ra hai cái dòng nhạc mà như chúng tôi cũng đã nói, tức là đưa đến gần công chúng hơn. Đây là lần đầu tiên Lãng Du cùng Vô Tận ra mắt khán giả và dự kiến sẽ là một chuỗi chương trình được thực hiện thường niên của ban nhạc Lãng Du. Chương trình năm nay còn là sự kiện đặc biệt nhằm nâng cao tình hữu nghị Việt-Pháp, hưởng ứng hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt-Pháp, chiều ngày 16 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ thực phẩm Pháp và các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu đêm hội ẩm thực Pháp Ballet and Franc tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện giao lưu ẩm thực và văn hóa Pháp tại Việt Nam, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tìm